Xin chào tất cả mọi người và chào mừng đã quay trở lại với channel của Hằng nhé. Và đây sẽ là một chuỗi video của mình tại Nhật Bản. Và hôm nay là ngày đầu tiên My Room Tour. Đây nó có cái view. Wow, chẳng có cái gì. Nhưng mà ở cái khu này nó gần khiếp. Oh my god. Cái này là trời, đi cái này sợ nha. Cái này tối ngủ là sợ nha. Hả? Có cái rèm. Có cái rèm. Em tưởng nó có cái bùa. Em tưởng cái này là cái bùa. Không phải hả? Này là cái gì đây? Này là chắc là chuối. Yêu. Nhưng mà cái đường này được cái này rất là đông vui nhá. Đường này này. Dạ. Yeah. Bồn tắm mini. À, có cả đầy đủ rồi này. Shampoo, giờ gọi giờ xả, giờ tắm. Ok là hello. Đây sẽ có dao cạo râu. Cái lược. Nói chung là nó cũng giống như những khách sạn khác thôi. Bây giờ mình sẽ đi mua cơm nắm. Sạc sạc. Úi, có dây sạc. Có hừ nha. Có hừ nha, không có tôm. Có tôm luôn. Cái này vị gì? Tôm nè. Hồi sống hả? Không sống. Cái này là cái vị gì? Bảo là vị sống qua này hả? Không, bữa là sống chị. Ở đây thì chị cần ăn thôi, còn đây thì không bữa này. Mấy cái, có cái đi. Wow. Cơm trứng. お願いいたします. ありがとうございます。ありがとうございました。ガチ。飲むか、FC。 Ừ. Mấy quán này ăn ngứa rồi cho. Ừ. Biết chi chứ. Thôi. Mẹ bây giờ mua đen hay. Ừ. Bây giờ mình thích đi mua sắm trước. Quán ăn. Nhưng mà mấy nữa mình ở đây 8 ngày lận mà. Bán gì đi. Sushi là gì?
quá sushi nha. Nhỉ? Thế giới trẻ nhập khẩu. Đẹp nhỉ. À, cái này là kimchi mà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình và hẹn mọi người trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.